đường Tam Bạc Hổ các bạn, cổng sân vận động, gần 10 giờ tối, đường Tam Bạc Hổ với đường Lê Hồng Phong. Đây là hồi xưa là tòa án hay gì, giờ người ta đập rồi, không biết chưa chuẩn bị xây gì. Hồi xưa có một cái cô bán thịt lộn mà ngay cái thềm bên đây mà nổi tiếng với nhau đó. Bây giờ cô chuyển qua đây nè, chuyển qua đây. Giờ mình đi ăn thịt lộn quay cho chú. Kêu chưa em? Kêu chưa? Kêu rồi. Hey. Kêu rồi. Ở đây nó có hai loại trứng thôi mà. Trứng không đập và trứng đập. Nè, quay chân đi. À, đây là trứng đập này. Trứng đập tức là người ta đập sẵn, người ta để trong cái chén này. Chén nhỏ nhỏ này. Đây. Muối, tiêu, chanh. Đây đậu răm. Và nó có mấy cái món gia vị ngon. Ở đây là... Cái này là cái gì vậy? Đây là giống như là... Chua ngọt vậy? À, chua ngọt. Chua ngọt ạ. Có tỏi, có cà rốt. Đây là mười cái muỗng. Tỏi này bạn. Cà rốt. Phải không? Cà rốt là gì không bạn ơi? Ớt với gì? Cà rốt phải không? Cà rốt với đu đủ. Nó dạng chua ngọt á. Cái món đây là gừng các bạn. Em cái đây là gừng hả? Gừng. Gừng với gì đây? Thì gừng không chứ gừng với gì? À gừng hả? Còn cái đây là nước mắm à, nước mắm gừng. Cái này nước mắm gừng. Cái đây là đây là ớt. À, khi mình ăn là mình bỏ cái này vô mà. Đây. Múc cái đây ra trộn vô đây. Chùi giờ nãy giờ nước miếng chảy rồi. Đó. Hành nè. Ớt nè. Chua ngọt hả đúng không? Mà ở đây đặc biệt là mình thấy cái loại trứng ở đây là giống như là một cái thời điểm mà trứng nó vừa đó. Ở đây cô bán là được cái nó nổi tiếng là trứng nó vừa ăn đó mà. Nó không no mà cũng không già. Đây bây giờ mình xay cái trứng cho các bạn xem nè. Đây nè. Nó không thấy cái con. Đó, nó ăn rất là vừa, rất là đẹp cái trứng các bạn. Cũng không có chì, không chì nhiều, gần như không có luôn á. Hả, thấy là rất là vừa ăn. Cái đây là gần như là một cái đặc chiêu của quán này á, cho nên là tính là mình ăn các quán khác luôn mình ăn, khi nó già nó non nó không vừa ý, mà đây là rất là vừa. Đây, đó, chùi hấp dẫn luôn. Xin mời các bạn trứng lộn. Ở đây người ta còn bán thêm cái đây nữa, bán thêm cái phở lăng với rượu nếp là bao nhiêu ly? 5.000. Còn cái phở lăng một cái mấy? Cái 5.000. Cái 5.000 và đúng rồi, còn rượu nếp là một ly 5.000 các bạn. Dạ. Rượu nếp. Rồi xin mời các bạn thưởng thức. Đây chùi nó mới nồi rồi. Không quay không, ý nó quay mấy cái trứng giờ nó vui. Đây là khuya rồi nghe các bạn. Sau khi ăn vịt lộn xong mình kêu thêm dĩa kem bà lan mà. Một cái 5.000, một dĩa đây là 10.000. Người ta chế thêm cái nước cà phê mà. Nước này là nước sái cà phê. Rưới lên cà phê lan.